Chị cần một truy vấn đề thôi có được không? Đấy, bạn thử copy. Em chưa thử. Không được ạ. Vì sao không được? Cái này em không biết nữa. Không À biết ạ. cái này bởi vì hiểu thì chỉ like được cái bộ Boeing này thôi chứ không, ý em là không 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 thể nào mà nó vừa giống được cả hai cái hay không. À, cái hiệu này ấy, là nó chỉ có một giá trị thôi. Chuyên không có một cái dòng nào mà nó vừa cả có cả giá trị Boeing lại vừa có cả giá trị Airbus. Đúng không ạ? Cho nên mặc dù là vừa lái được Boeing vừa lái được Airbus nhưng bạn dùng N ấy là sai. Đấy. Mà nói chỗ này cô dùng O có được không? O cũng không được quá. Ừ, vì sao? O là hoặc là cũng không được. Hoặc thì chỉ hoặc là một cái Boeing hoặc là Airbus chứ không phải là vừa lái được cả hai. Đúng không ạ? Cho nên cái truy vấn này là một cái chuẩn truy vấn khá là đặc biệt này. Chúng ta bình thường thì khi dùng N, điều kiện N thì chúng ta thay có thể thay thế nó bằng phép toán tập hợp. Và ngược lại, phép toán tập hợp có thể thay thế bằng điều kiện N. Nhưng chỉ xảy ra với những cái điều kiện khác cột thôi. Còn nếu trên cùng một cột thì chúng ta không dùng N được mà phải dùng cái điều kiện là giao. Được chưa ạ? Đây là một cái chú ý nhá. Rồi, câu 11. Em kết nối hai bảng máy bay với lại chuyến bay thông qua cái điều kiện là cái tầm bay của bảng máy bay nó phải lớn hơn cái độ dài của bên chuyến bay, và một cái đó là em là cái mà chuyến bay là VN280. Kết nối hai bảng này xong lấy hai điều kiện này ra. Đúng ạ? Thế có cách làm nào khác nữa không nếu làm bằng truy vấn lồng? Nếu làm bằng truy vấn lồng thì sao? Em chưa nghĩ ra. Truy vấn lồng chưa nghĩ ra. Truy vấn lồng thì bây giờ nhá, giả sử em đi tìm cho cô cái độ dài của cái chuyến bay VN 280 đi. Em viết cho tôi cái truy vấn tìm độ dài của chuyến bay VN 280 nào. Đây không? Bận cho dấu hai nháy rồi. Bây giờ lấy những cái máy bay mà có tầm bay nhỏ hơn cái độ dài, lớn hơn cái độ dài này. Đấy, chỉ cần đưa cái truy vấn vào đấy thôi. Đúng không? Đấy, con đi vào. Đẩy cái truy vấn lên đi, đẩy cái truy vấn con lên. Rồi, nhưng ở đây có cần đến chuyến bay nữa không? Chuyến bay à không, đây xóa luôn. Thêm cái nào. Em xóa mất cái em đặt cái tên máy bay bằng MB xong rồi là em không cho nó có chữ MB thì nó báo lỗi cho em. Em muốn dùng cái mà lệnh đi trích cái loại loại bỏ mấy cái lặp nhau ấy cô, mà em không không nhớ. Ok. À đây. Rồi ạ. Chưa? Rồi, ok, câu 12 nữa. Thực hiện đẹp Bạn làm thế nào?
Đầu tiên thì em cũng kết nối giống như kiểu cái bên trên thôi, xong rồi cho cái máy bay chấm hiểu thì bằng Airbus A20 thiệt. Tầm bay thì lớn hơn độ dài. Rồi, ok. Tiếp, câu 13. Câu 18 à đây. Đây thì em dùng cái lệnh đếm đếm số mã nhân viên ở trong cái bảng chứng nhận đấy cô, bảng chứng nhận là gồm mã nhân viên với lại mã máy bay. Thì đây em group by với cái mã máy bay với lại hiệu để mà em in ra cái hiệu máy bay nữa. Ở đây có cần nhân viên để làm gì không em? Có cô, phải dùng nhân Làm viên thì gì? mới liên kết được với bảng chứng nhận đấy. Chứng nhận liên kết để làm gì? Lấy cái gì? Chứng nhận đúng nhất không cần. Viên. Đúng. Em đi thừa. Lúc nãy em copy ở trên này xong rồi em bỏ xuống đây luôn. Thừa rồi. Cái việc bạn thừa bảng với thừa cái kết nối thực ra nó rất là nguy hiểm ấy nhá. Nó không ảnh hưởng đến cái sự sai sót nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái tốc độ truy vấn trong trường hợp các bảng mà có cái kích thước nó lớn. Bởi vì khi bạn kết nối các bảng có kích thước với lớn với nhau ấy, thì nó sẽ ra một cái bảng rất là lớn mà cái bộ nhớ của chúng ta là hữu hạn. Đấy, và nếu như khi mà dữ liệu ảo nó lỡ cái dữ liệu kết nối nó lớn thì cái việc tìm kiếm nó sẽ chậm. Lọc dữ liệu nó sẽ chậm. Hiểu không ạ? Đấy. Rồi, bài tiếp theo bài 14 nữa. Câu 14 này thì ý tưởng của em là cái sau khi mà cái thực hiện từ cái khi mà đến ga đến đấy cô, thì cái giờ đến ga đến nó phải thấp hơn cái giờ giờ đi của cái ga tiếp theo ấy. Chỉ mới thế thôi à? Từ ga với lại là cái ga ga đến của ga A thì sẽ bằng bằng ga B, còn cái ga trở về của ga ga B ấy thì sẽ là ga A, tức là ga đi của ga bằng ga A ấy cũng. Đây này em cái điều kiện đấy là câu lệnh này cũng, câu lệnh của em T1 ở đây, T1 ở đây là cái gì đây? T1 đấy là em cho cái bảng này là cho nó thành T1, em tạo cái bảng con. Bảng này theo em định định giờ bảng này được gọi là bảng gì? Bảng đi hay bảng đến? Bảng này là bảng đi cũng. Bảng đi. Còn thằng kia là thằng gì? Còn thằng này là thằng gà đến, T2 Đấy. là gà đến. Rồi. Em cũng lấy trên một đường bay. Rồi, xong đấy anh lại lấy là cái thằng thằng đến của sao lại thằng T1 của tức là ga đến của thằng Gà T2 đến được. là là thằng gà Ga một, là đi thằng của gà thằng đi của T1. T1. Và cái thằng ga đến của thằng T1 phải bằng ga đi của thằng T2. Ngoài ra là cái giờ đến của chuyến bay 1, tức là chuyến bay đi ấy là phải nhỏ hơn giờ đi của chuyến bay về đúng không? Đúng rồi ạ. Ừ, ok. Rồi câu 15 nào. Cái này chỉ có đếm với lại cộng tổng thôi cô. Em Tức là gì? Mỗi ga xuất phát thì đếm số lượng chuyến bay và tổng chi phí. Rồi câu này thì cũng dễ. đây có cái này cũng là tính em định chỉ là tính tổng thôi, em tách riêng ra một bảng nhỏ mới là cái bảng của những cái chuyến bay mà có giờ đi bé hơn 12 giờ, xong rồi là gộp lại. Đặt một cái bảng riêng với mỗi ga xuất phát có bao nhiêu chuyến bay có thể khởi hành trước 12 giờ. Cái này đặt này này làm gì cho phức tạp nhỉ? Có cách làm khác không cần phải đặt sau form này mà.
Bạn từ làm chi vẫn thường có ra nào? Ở À, đây bảo là với mỗi ga xuất phát cho biết có bao nhiêu chuyến bay có thể khởi hành trước 12 giờ. lúc đấy em làm xong rồi em bị cái lỗi là cái mã chuyến bay này nó đang ở trong một cái câu điều kiện khác, cho nên là em mới phải dùng cái kiểu tạo một bảng con đấy không. Cái này vẫn làm bình thường mà, cái này có gì đâu ạ. Cái lỗi này không. Lỗi này là lỗi gì nhỉ? Lỗi vì sao ạ? Bây giờ bạn bạn xem nào. Thứ nhất là kết quả của bạn ra cần những cái thông tin gì? Kết quả đầu ra của bạn là cần thông tin gì nào? Bao Có nhiêu phải chuyến một bay? bảng. Một bảng với hai cái, một là ga đi. Đúng ạ? Hai là số lượng các chuyến bay. Đúng ạ. Dạ. Hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Thế bây giờ tôi muốn chỉ lấy những cái chuyến bay nào mà có cái số lượng lớn hơn 2 xem nào. Có số chuyến bay xuất phát lớn hơn 2. Được chưa ạ? Thế còn cái lỗi lúc nãy của anh nhé, là cái select của anh là select 4 thứ. Thì trong cái group buy của anh phải group buy 4 thứ, trừ cái cao kia ra. Anh có bao nhiêu cái ở sau select trừ cái cao, khi group buy anh phải lấy đủ đến từng đấy thứ. Anh rõ chưa? Nhưng cái việc đó thì nó vô nghĩa. Bởi vì như vậy nó không gom được nhóm. Mà chúng ta chỉ có thêm một cái thôi, đó là gan đi. Rồi ok, rồi cảm ơn anh. Về bạn khác đi. À, chị Đình Công này. Cần À Minh chạy. Công không? Rồi ok. Dạ. Giờ có gọi nha. Hôm nay bạn Bùi Quốc Vũ có đi học không? Vũ có đi học không ạ? Bùi Quốc Vũ. Anh Bùi Quốc Vũ này có đi học nhưng lúc nào gọi cũng không thấy trả lời này. Anh Bùi Quốc Vũ đâu ạ? Tại thời điểm cô gọi vẫn không có mặt này. Tại vắng này. Mời bạn Bùi Ngọc Thành ạ. Anh Bùi Ngọc Thành có làm được bài không ạ? Bùi Ngọc Thành hôm nay có đi học không? Không có, Ừ, làm được bài nào không? em vẫn chưa. Làm được à? Vâng. Thì phải cố gắng, vẫn còn 4 buổi là phải cố gắng lấy điểm em nhá. Vâng, những bài về sau chưa. Nguyễn Bảo Trung có đi học không ạ? À, có. Nguyễn Bảo Trung tại sao vắng đến 4, 3, 4 buổi thực hành thế này rồi? À. Nguyễn Bảo Trung vắng đến buổi thứ này là 3 buổi thực hành đấy anh ạ. Em mới nghỉ 2 buổi thực hành mà cô. Một buổi là anh được không điểm, là không không làm được bài à? Buổi trước là em chưa chưa làm được, buổi trước là em làm ra bị lỗi. Rồi, thế thì bây giờ mời anh nói hôm nay làm được chưa? Mình cô cho em xin thêm vài phút nữa, em đang làm bài nốt, em chưa làm xong. Em làm bài nào rồi? Hiện giờ em mới bắt đầu làm lại được. Bây giờ anh mới làm lại. Cô cho em xin thêm vài phút nữa em làm nốt rồi.
Rồi, tôi cho anh một tí nữa tôi quay lại tôi kiểm tra anh nhá. Vâng. Nguyễn Xuân Tiến nào. Nguyễn Xuân Tiến có không? Nguyễn Xuân Tiến đâu ạ? Không thấy mặt ở đâu. Mời bạn Nguyễn Thị Thúy ạ. Thì có không ạ? Em đây ạ. Ừ, thì xem màn hình giúp cô. Vâng ạ. Bài của em thì không hiểu vì sao cái bảng chứng nhận nó không chạy được. Sao bản chứng nhận nó không chạy được? Em cũng không biết nữa. Em bạn select sao form chứng nhận cô xem nào. Chạy cái bảng chứng nhận cơ mà, select sao chứng. Nó bảo là chưa có, bạn đã mở cái use cái ấy chưa? Mở quản lý thư viện chưa? Thôi Đâu? Cô lại yêu quản lý thư viện đâu? ạ. À, quản lý máy bay. Chạy đi, chạy cô lại yêu quản lý máy bay đi. Mỗi một lần dùng là anh phải bạn phải chạy cái đấy thì nó mới mở được cái dữ liệu bạn ra chứ. Nào bảng chứng nhận đâu? Chạy bảng chứng nhận cô xem nào. Select. Chưa có dữ liệu nha. Bạn chưa chèn dữ liệu vào chứng nhận. Insert dữ liệu đây. Đang bị lỗi cái gì đây? Bạn bị cái lỗi là lỗi về foreign key. Cái quản lý máy bay, cái mã nhân viên của bạn này. Bạn đọc, bạn thử select cái bảng nhân viên nào. Bảng nhân viên đã chèn cho dữ liệu rồi chưa? Đâu, thử xem nào. Đấy, nhân viên mới chèn có hai người là nào em? Bị trùng nhá. Bạn chèn hai người đầu tiên nhưng bây giờ bạn lại chạy vào bạn trùng tiếp thì nó trả lỗi. Rồi bạn drop cái table nhân viên đi. Để chạy lại. Không được bởi vì nó có cái foreign key. Vậy thì bạn phải delete cái bảng chứng nhận trước. Dùng từ đứng đấy mà delete luôn được. Drop cái bảng. Sao lại delete em ơi? Là table thì phải drop chứ. Rồi bây giờ bạn mới drop bảng nhân viên đi. Rồi bây giờ bạn thêm cái bảng nhân viên trước nào. Chưa có bảng nhân viên. Tạo bảng nhân viên chưa? Rồi ạ. Đâu? Đây ạ. Đã chạy chưa mà tạo ở đây ạ? Đấy, chạy lại lúc nãy ta vừa drop lại mà, chạy đi đã. Rồi rồi vào mới xin xét nhân viên. Chạy lại cái bảng chứng nhận chưa? Phải in phải tạo bảng chứng nhận trước. Đấy, lại bôi cả Enter thì nó chả báo lỗi cho. Cái gì đấy? Column không giống kiểu dữ liệu của chứng nhận. Úi trời ơi. Đấy bây giờ tôi hỏi nha. Bạn đây đã chạy được đâu mà chạy cái dưới em? Bây giờ nha em xem cho tôi.
cái mã nhân viên á, trong chứng nhận nó đã cùng kiểu dữ liệu với mã nhân viên chưa? trong bảng nhân viên chưa? Mã nhân viên là kiểu tra em ghi thành kiểu in, tức là Ờ, bây giờ bạn sửa đi. đây em đổi đi đổi bên dưới. Không được. Bạn không, ở đây bạn không tạo được thì bạn không đổi được, bạn phải đổi lại trên đấy. Bạn không tạo được thì làm sao bạn đổi được? Nào. Cái mã nhân viên bạn sửa ngay ở trên ba trên kia. Mã máy bay thì sao ạ? À? Bạn đừng có vội ạ. Mã máy bay là in à? Trong cái kia cũng là in à? Vâng ạ. Xem lại dữ liệu đi ạ. Không, xem lại trong cái tạo dữ liệu của bạn ấy. Dữ liệu của bạn đâu? Máy bay là in à? Rồi, ok. Rồi, bây giờ bạn chạy cái bảng chứng nhận nào. Chèn dữ liệu vào. Cái gì đấy? Báo có một lỗi gần bé bé bé. Có cú pháp. Dòng nào, lại một bảy 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 này. Thế thôi, tại cũng mới dòng bé bé bé. Biết là bị lỗi dòng nào đấy. Một này, hai này, ba này. Từ từ em ơi. Đấy, nó lại conflict cái này. Cái gì? Conflict foreign key. Bạn select sao from foreign key for chứng nhận mã máy bay. Chứng nhận mã máy bay. Cột đây đây, xem lại nào. Bạn xem lại cái cột cái bài chứng nhận đi nào. Bản chứng nhận ở dưới cái chèn dữ liệu ở bảng chứng nhận đấy. Còn dưới nữa. Từ 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 từ. Đây, làm gì có cái mã này em nhỉ? 3199 là cái gì đấy? Đúng ạ. Vẫn bị lỗi. Lỗi là nó không trùng cái mã nhân viên. Bạn vẫn bị một cái lỗi conflict về dữ liệu quản lý máy bay. Nó có một cái dòng nào, cái dữ liệu nào đó mà trong mã máy bay nó không có. Bạn chắc bạn gõ sai. Gõ sai bây giờ thôi, nếu như này thì mất thời gian nhé. Bây giờ bạn xem lại, bạn mở, bạn sẽ tự kiểm tra lại dữ liệu của mình bằng cách bạn kiểm tra từng dòng trong cái bảng nhân viên á, cái bảng nhân viên á, với cái từng dòng trong cái bảng chứng nhận này này, xem là bạn có bị lỗi ở cái dòng nào không đấy, để sửa cái mã đó. Chắc chắn là trong một cái mã này, các mã này đã không tồn tại ở trong cái bảng nhân viên, cho nên nó mới lỗi là bảng khóa ngoại, dòng một khóa ngoại foreign key, được chưa? Còn bây giờ thì không ai có đủ thời gian để ngồi search tìm cho bạn đâu. Bạn tự làm cái việc đấy, tôi cho bạn lượng vừa hôm nay nhé. Dữ liệu phải làm xong thì mới làm được. Rồi, mời bạn tiếp theo. Mời bạn Bùi Ngọc Thành ạ. Cô vừa gọi em đấy. Hả? À, Bùi Ngọc Thành. Ơ, thích. Em ở lớp CT2D à? 2C rồi cô. 2CD đúng không? Hai em chẳng nhớ, em chỉ là cũ là 2C, bây giờ chả biết là 2CD. Có thế còn một cái bạn Bùi Ngọc Thành nào đó. Còn một cái bạn Bùi Ngọc Thành nào đó.
Cô xin vào lớp này mà nhỉ? Của ATM bánh nhỉ? Ok. Hai cái bạn này nó có giống nhau mà sao lại xin vào này? Mà chẳng thấy cái bạn kia ở đâu. À, mời bạn lại Văn Sơn nào. Lại Văn Sơn. Dạ em đây ạ. Rồi. Em 10, bài đấy em mới làm được 10 câu đầu. 10 câu đầu được, anh xem 10 câu đầu tôi xem. Tuyến đi, tắt tắt tắt. Cô nhìn thấy chưa? Ừ. Rồi, nhưng mà sao em xem màn hình nhỏ thế nhỉ? Rồi. Phóng to lên một chút cho cô nào. Phóng to. Rồi. Rồi anh chạy từng câu một tôi kiểm tra. Có Bùi Văn Lập là lương nhỏ hơn 1.000 ạ. Ừ. Rồi. Cái này có thể có cách truy vấn khác không em? Câu 2 ạ. Ừ. Hiện tại em mới nghĩ được cách này ạ. Còn một cái nữa là dùng Bitrain ấy. Em có nhớ cách dùng Bitrain không? Em không ạ. Bitrain mà không nhớ à? Vâng ạ. Tại em học của em hơi chậm. Nên em cứ dùng quen gì thì em hay dùng. Không thế được. Thế bây giờ tôi hỏi khi anh đi thi ấy. Khi anh đi thi trắc nghiệm ấy. Vâng. Đúng không ạ? Là người ta có 4 cái đáp án cơ. Thế bây giờ tôi hỏi nếu mà người ta cho anh 4 cái đáp án để anh lựa chọn mà anh không nhớ được tất cả những cái kia thì làm thế nào? Đúng ạ. Vâng ạ. Thì em sẽ tìm hiểu thêm. Between and này. Hoặc là cái lệnh này cũng là một lệnh tập hợp này. Vâng. Đúng ạ. Vâng. Rồi. Bây giờ tôi sang câu tiếp theo nào. Câu này là như nào đây? Anh nói cho tôi nghe xem nào. Đây là tìm xem là có bao nhiêu chuyến bay đến Sài Gòn ấy, thì chuyến bay từ Sài Gòn ấy, thì em cho cái ga đi ấy, bằng với cả cái SGN tức là Sài Gòn ấy, thì dùng cái cao để đếm ạ. Cao là... sao là đếm như nào đây? Tức là em đếm luôn cả cái bảng ấy luôn. Nó nghĩa là em phải đếm cái cột đấy. Cao sao tức là đếm luôn cả cái bảng đấy là xem có bao nhiêu cái mà nó đi từ Sài Gòn nhé. Ừ, sao đếm cả cái bảng nó khác gì với đếm cái cột đó? Em nghĩ nó cũng không khác gì ạ. Vô lý, mình... nó không khác gì thì làm sao nó lại sinh ra là cái cao sao? Bởi vì... theo em là mình dùng cái điều kiện là đi từ Sài Gòn ấy, thì nó sẽ lọc ra là cái bảng đấy còn những cái dữ liệu nào là đi từ Sài Gòn ấy, thì em cứ cho đếm cả bảng. Không. Chả phải. Cao sao ý nghĩa của nó khác em ạ. Cao sao mà nếu như có một cái dòng trống mà cái trường hợp dùng cao sao rất là nguy hiểm ở chỗ khi còn có một cái dòng trống vào ấy. Nó đếm cả cái dữ liệu trống. Ừ. Rồi ok tiếp. Câu 5 nào. Đây là gì? Đếm có bao nhiêu loại máy bay Boeing à? Vâng. Thế sao lại phải để phần trăm trước với phần trăm sau thế kia? Tức là tìm ở trong cái em tìm ở trong cái nhãn hiệu đấy cứ có chữ Boeing ở trong đấy thì nó sẽ là số máy bay Boeing. Nhưng mà phần trăm thì là trước, làm gì có cái gì đằng trước cái thằng Boeing nữa nhỉ, mà em để phần trăm trước nhỉ? Không có, em quen dùng thế. Phần trăm là gì? Phần trăm là gì? Nếu mà cái phần trăm mà nó đứng đằng sau ấy thì là mình tìm cái tên ấy, tìm ở trong cái tên đấy là ví dụ có chữ Boeing ở đằng trước vậy ạ. Và cái phần trăm đấy nó đại diện cho cái gì? Tức là đại diện cho cái chỗ còn lại ở trong cái tên đấy.
chỗ còn lại trong tên à? Vâng. Hay còn nói cái cách khác là gì nhỉ? Tức là trong cái tên đấy mà nó có chữ ví dụ mà nó có chữ B ở đầu ấy, thì mình cho cái B đấy rồi đến cái phần trăm ấy. Cứ có cái B là được. Tức mình tìm trong tên đấy có cái B. Ý nghĩa phần trăm ấy, cái ký tự phần trăm ấy, nó đại diện cho cái gì ấy? Đại diện cho cái phần còn lại ở trong tên. Cho một chuỗi ký tự bất kỳ em nhé. Dạ vâng. Nó không chỉ trong tên ấy, nó ở đâu cũng được. Nghĩa là một chuỗi ký tự bất kỳ trong ngày tháng hay sao? Dạ vâng. Rồi. Cú 7 là tìm ra tên phi công ạ. Rồi anh giải thích nào, cái này là cái gì đây? Đầu tiên thì là em làm thì nó kiểu nó bị in ra là tức là cái Nguyễn Xuân Đào ấy thì nó in ra thành mấy mấy tên cơ. Bởi vì là Nguyễn Xuân Đào sẽ lái nhiều nhiều kiểu máy bay Boeing ấy, thì em lồng thêm cái in này vào ấy. Cái một tức là em select thêm một lần nữa thì nó sẽ chỉ còn một lần Nguyễn Xuân Đào thôi và một lần Mai Quốc Minh nữa. Thế anh không biết rằng là cái từ khóa để loại đi những cái người giống nhau là gì ạ? Em chưa tìm hiểu cái đấy, tại em tìm trên Thế từ nãy các bạn, từ hôm nọ giờ các bạn tôi dạy với các bạn chữa bài em không để ý à? mạng. Em có nhưng mà em không nhớ lắm. Sao anh lại phải lồng trong khi chỉ cần cái từ khóa distinct ở ngay theo select kia là nó loại đi những thằng trùng nhau ngay đi em. Vâng, tí tí em sửa. Sửa luôn đi ạ. Không ai đặt những cái truy vấn ngớ ngẩn kiểu này đâu. Vì nó chẳng giải quyết một cái vấn đề gì cả. Bạn sửa giúp cô đi. Sửa. Có lệnh gì không nhỉ? Em không nhớ. Đấy, cô bảo là không cần cái thằng select ở bên ngoài mà chỉ cần một cái thằng distinct thôi. Distinct ở đứng sau cái thằng đứng trước cái thằng mã nhân viên kia là xong. Nắng luôn. Distinct. Thêm cái listing vào đâu. Bảy nhà này. Bọn kia xem em nghỉ đi thì có ai ở trong phòng ấy à? à, vòng bạn cùng chọn em nó hơi ồn. Rồi, rồi cảm ơn anh. Tôi đã biết là anh khả năng nhìn đâu. Và anh cắt cái màn hình đi. Vâng, anh cảm ơn. Mời bạn Hoàng Thái Sơn ạ. Em không có em. Nhưng mà cô là cho em xin được nợ hôm nay ạ. Hoàng Thái Sơn là nợ à? Vâng ạ, tại vì máy của em đang dùng để thi ạ. Mời bạn Nguyễn Trọng Minh ạ. Để có em đi. Alo. Rồi, xem màn hình đi em. Không thấy màn của em chưa? Trời ơi, để đọc anh nào bao nhiêu câu rồi. Em đoạn vừa xong rồi. Lúc này chúng ta đang dừng đến câu nào nhỉ? Không phải cái câu 10, 10 câu đâu nhé. Câu 17, 18 rồi. Trước 12 giờ thì câu 17 là bạn chạy bạn
Bây giờ như này bạn phóng to nó lên hoặc là bạn cóp cái câu 17 ra một cái ấy khác đi, bởi vì là nó rối lắm, nhìn này không nhìn rõ đâu. Cóp ra một cái query, truy vấn query khác đi. Đấy, phần new query. Rồi, bây giờ bạn sẽ làm thế nào với bài này nữa? Ừ. Chỉ cho biết máy bay với cả ba máy bay nhiều hơn ba loại thì em đầu tiên là đối với mỗi phi công yeah. có thể lái nhiều hơn ba loại máy bay thì đầu tiên là em cho lại biết là mã số tầm bay của các loại tầm bay lớn nhất của các loại máy bay mà phi công đó có thể lái rồi anh giải thích cách làm. Đầu tiên là em chọn em nối mấy cái bảng nhân viên và nhân chứng nhận ra để em lọc ra những cái người phi công mà có thể lái được máy bay nhiều hơn số lượng máy bay bạn người đấy lái có thể lớn hơn ba. Xong rồi em sẽ lọc tiếp, em sẽ chọn tiếp nối tiếp những cái bảng còn lại để lấy ra cái tầm bay của cái dàn máy bay và người đấy mình phi công có thể lái được. Cái hàng group by đấy để làm gì nhỉ? Group by ở cuối á. Group by là để lọc theo cái gì? Lọc. Đâu? Cái tầm bay. Ờ, đây là tầm bay lớn nhất cơ mà. Tầm bay lớn nhất, đây đâu có cái nào nói đến chuyện tầm bay lớn nhất đâu. Cái này có thể em cũng hơi thắc mắc là cái tầm bay ấy ạ. Tại vì mỗi cái loại máy bay này thì nó, em thấy chỉ có mỗi một cái máy bay thôi. Mỗi cái máy bay, một cái máy bay nó tự với cái loại máy bay đấy thôi. Em không biết là cái mắc của máy bay. Ví dụ nha, bây giờ cô nói này. Ví dụ cô nhá, có thể lái được 5 loại máy bay khác nhau. Và mỗi một loại máy bay nó có một cái tầm bay khác nhau. Thì bây giờ trong các loại máy bay đó, tìm cho cô cái máy bay có tầm bay lớn nhất cơ mà. À, em tưởng là cái tầm bay lớn nhất của cái loại này. Như thế thì không không nhập cái mã ở đây đấy. Nhập theo cái mã nhân viên này. Thì theo tương ứng theo mã phi công thì có tầm bay lớn nhất của loại bay mà người đấy có thể lái được. Ở đây nó có một cái nhá, tức là ở đây là bạn lấy ra những cái nhân viên mà có thể distinct nhân viên này. Đó, có số máy bay lái được là nhiều hơn bạn. Bạn chạy trong cái select trong này cô xem. Bạn chạy cái số cao máy bay nữa. Ở cái cao ở đây nữa, cao ở cái distinct. Ở chỗ này không cần distinct nhá. Distinct không cần. Đúng không? Bởi vì khi bạn đã gom nhóm ấy là mỗi nhóm là một cái thằng đại diện rồi. Ý cô bây giờ cần là cần cái thằng thêm cả cái thông tin về cái thằng cao nữa. Thì sau dấu nhân viên mã nhân viên thì em phẩy cho tôi cái cao mã bay tôi xem nào. Không, không phải cái đấy. Được cái truy vấn con. Sau này ạ. Ừ, truy vấn con. Rồi. À, anh này là lớp 7, anh này là lớp 10, anh này là lớp 4, anh này là lớp 7. Rồi, thì anh lấy ra cái bảng như thế này. Xong rồi anh sẽ kết nối với cái này thì anh sẽ lấy được những cái nhân viên như thế này. Ờ, anh kết nối với cả máy bay, với cả chuyến bay à?
máy bay phải chứng nhận. À, bởi vì cái tầm bay thì nó nằm trong máy bay đúng không? Rồi, xong anh kết nối lại là có này, N2 mã nhân viên này, nhân viên bằng chứng nhận này, chứng nhận bằng mã máy bay này, kết nối lại thì sẽ ra là bốn một cái bảng có bốn bốn cái cột, bốn dòng như thế này thôi và có các thông tin khác. Sau lại group by nữa. Để tìm mắc. Đấy, anh hiểu chưa? Rồi. Tôi cảm giác là bạn đang sai rồi đấy. Lấy sang mắt xong rồi lấy lấy có cái bảng cả nhân viên xong rồi lấy mắt rồi làm cái sao mà lấy được cái trong cái bảng. À không, đúng rồi, nó sẽ có rất là nhiều dòng bởi vì cái thằng nhân viên này nó có thể lái được nhiều cái đúng không? Đúng rồi, nó có nhiều cái và sau nó lại group by đúng không? Nó group by thằng này vào một nhóm là lấy mắt lên, ok, đúng không? Đây, đúng rồi đấy. Ừ. Tiếp, câu tiếp theo. Câu 18. Phóng to lên một cái màn hình một tí nữa. Rồi, cái này anh giải thích giúp cô. Đức mã phi công có thể lái được nhiều loại máy bay nhất thì đầu tiên là em tìm em lấy bảng xong rồi em đếm số máy bay, đếm số máy bay của phi công xong rồi nào? Em kết nối em cần những bảng nào? Em cần bảng nhân viên này, trung nhãn này. À chứng nhận rồi, cái bảng máy bay để em lấy ra những cái loại máy bay đấy. Cần gì máy bay nhỉ? À vâng ạ, tại mã một cái mã là nó phải được. Anh bỏ cái for from, anh bỏ cái máy bay đi cho tôi. Rồi. Khao nữa nhỉ. Rồi, anh làm như nào? Kết nối hai bảng xong rồi em đếm. Anh kết nối hai bảng. Vâng. Rồi sao nữa? Xong rồi em đếm nhóm máy bay ạ. Vâng, cho mã nhân viên. Ờ. Nhưng có một cái bảng là nó có mã nhân viên, là số thì cái. Nhưng mà out of bay kia là gì đấy? Cái này là để em sắp xếp cái bảng trên này. Là nó tạo ra một cái bảng là có cái số lượng máy bay mà tương ứng với cả cái mã nhân viên là có thể bay được. Rồi em sắp xếp lại để em sắp xếp từ giảm dần nhé, để em tìm cái thằng phi công mà có cái số lượng máy bay em đếm rồi nhiều nhất ấy. Tức là sau khi gom nhóm xong, đã. Cao xong, đã. Thì sắp xếp cái bảng sau khi gom nhóm hay là bảng trước khi gom nhóm ấy nhỉ? Phải sau khi gom nhóm. Ừ, cho xong sắp xếp theo chiều chiều cái cao đấy giảm dần. Vâng. Rồi sao em lại lấy top 1 của nó? Vì là cái này là nhiều phi công nhiều lái được nhiều loại máy bay nhất đấy. Ừ. Thì cái cao này tương ứng với số máy bay mà cái phi công này có thể lái được. Thì lúc mà sắp xếp giảm dần thì những cái là những thằng top 1 thì nó sẽ là những thằng lái được nhiều máy bay nhất đấy. Ờ, thế sao vậy? Top 1 là đủ chứ sao lại cần quick time là cái gì đấy? Sai là có thể có nhiều nhân viên nhưng mà cái số nhân viên ấy lái cái số máy bay mà những nhân viên ấy lái nó có thể bằng nhau ấy. Tức là có hai nhân viên mã khác nhau mà cũng lại lái được 10 máy bay ấy. Thì cái thằng quick time nó làm nhiệm vụ gì? Sai là để chọn những cái thằng có trùng cùng cái số đấy. Tức là bằng nhau ấy. Cái thằng tức là những thằng bằng nhau ở top 1 ấy hả? Vâng, bằng nhau top 1 thì để dựa theo cái order. Ok. Bạn bôi đen chạy chưa? Ok. Vâng, theo con nữa xin. Lái được ít thì... Chắc gì nó cũng tương tự như câu chuyện ạ. Nhưng nó thì khác ở chỗ này. Cái chỗ em không đét thì nó em để mặc định là tăng dần rồi. Rồi ok, cảm ơn anh. Rồi mai em mở xe.
Lớp mình sẽ lao cho cô khoảng độ 10 phút nhé. Bây giờ là 4 giờ 2 phút, 4 giờ 12 người ta vào lớp, ta chữa bài tiếp nhé.
Ok, chúng ta tiếp tục nha các bạn nha. Tại phần tiếp theo. Rồi, cô mời bạn bạn Đặng, Lưu Đặng Duy Anh có mặt không ạ? Alo? Lưu Đặng Duy Anh có mặt chưa ạ? Vắng đúng không ạ? Phạm Lê Anh hôm nay có trả bài được cho cô không? Phạm Lê Anh cũng không thể đâu. Bạn Vũ Việt Anh ạ. Việt Anh đâu ạ? Vũ Việt Anh cũng không thấy đâu. Bạn Nguyễn Văn Dũng AT15E có mặt không ạ? Bạn Nguyễn Văn Dũng AT15 ạ. Được. Rồi, Em bạn em làm bài được không em? xin phép cô ạ, em bị trùng lịch với môn thực tập cơ sở chuyên ngành á, cô cho em buổi sau đấy. Em đang học Đúng môn thực tập chuyên rồi. Là này không nói dối cô nhá, thực tập cơ ngành. sở chuyên ngành không 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 học nhá. Không học mà hôm nay bọn em đang thực tập à, bọn em đang họp 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 với cô ạ. Em họ em làm với cô nào? Cô Phương Anh ạ. Cô Phương Anh ấy hả? Vâng. Đợt tôi sẽ nhắn tin hỏi cô Phương Anh, nếu mà anh gian dối với tôi là đừng có trách tôi đấy. Vâng. Lê Hồng Dương. Lê Hồng Dương có mặt không ạ? Bạn Lê Hồng Dương có thấy online mà không thấy trả lời ạ? Lê Hồng Dương đâu ạ? Bạn nào mà cô gọi không trả lời bạn ấy vắng nha, cho dù bạn có online hay không nha. Câu nào em? Câu 18. Vấn đề bây giờ nó đang ở cái chỗ là như thế này ạ. Câu 18 là bạn phải nói rõ. Câu 18 ấy thì là nếu mà lấy top 1 thì tùy, nếu như mà là phải lấy cái cao, top 1 của cao thì không ảnh hưởng. Nhưng top 1 mà của nhân viên thì nó sẽ ảnh hưởng. Chính vì nếu lấy top 1 của nhân viên ảnh hưởng thì mới phải có thêm cái with time giống như là bạn bạn lúc nãy bạn làm ấy. Đúng ạ? Cái này chúng ta vẫn có thể lấy top 1, nhưng nếu mà lấy top 1 cao tức là lấy cái giá trị đó thôi thì không sao cả. Nhưng mà lấy cái thông tin về cái dòng đấy thì không đúng. Đấy, nên là mà bạn bảo là lấy top 1 không thôi thì bạn phải biết là trong cái tình huống nào cơ thì nó mới đúng hay là sai thì mới kết luận được. Nhá. Mời bạn tiếp theo là bạn Nguyễn Văn Hải ạ. Nguyễn Văn Hải có online không? Có ạ, em đây ạ. Rồi bạn Nguyễn Văn Hải xem màn hình xem làm được câu nào nào. Em mới làm đến câu câu 16 và câu 17 em chưa làm được. Mới làm câu 16 thôi á. Trong khi các bạn đã chữa đến câu bao nhiêu rồi? Tại mấy hôm
mấy hôm trước em bị tiêm xong sốt nên là bây giờ em mới làm đến câu 17 thôi ạ. Anh sẽ còn một cơ hội cuối cùng thôi nhá. Nếu anh một lần nữa mà anh vẫn cái phải trả lời là không làm được và anh sẽ học lại nhá. Được chưa? Mời bạn Phạm Hoàng Hải ạ. Phạm Hoàng Hải đâu? Anh Phạm Hoàng Hải đã chả thấy mặt nữa đâu. Rồi. Bạn Nguyễn Quang Hòa. Dạ em đây ạ. Làm đến câu nào rồi em ơi? Em mới làm đến câu 6. Ủa? Sao lại đến câu 6 hả em? Bài này tôi bảo về nhà chuẩn bị cơ mà em. Vâng. Tại hôm trước em làm bài kia hôm trước cô bảo em mới làm được bài này. Anh được không điểm nha. Thêm một lần nữa là coi như học lại, nhớ chưa? Anh Đỗ Việt Hoàng ạ. Hoàng Đỗ Việt Hoàng đâu ạ? À, có ạ. Rồi. Em cô em đang bị cái nỗi khóa ngoại. Lỗi khóa ngoại là lỗi như nào anh? Khóa giống với bạn Thúy vừa nãy ạ. Giống bạn Thúy vừa nãy, dữ liệu của anh vẫn chưa tổ chức được. Cứ anh, để em không chia sẻ thôi. Anh về anh chè kiểm tra lại. Cái đấy đơn giản thôi, anh chỉ kiểm tra lại là cái khóa của cái những cái mã nhân viên của cái bảng chứng nhận ấy là nó phải nằm trong cái nhân viên của bảng mã nhân viên của bảng nhân viên và cái mã máy bay của bảng chứng nhận phải nằm trong cái mã máy bay của bảng máy bay. Đấy, anh kiểm tra lại từng cái một. Còn nếu mà bị không bị lệch ra ngoài thì coi như nó sẽ báo là khóa ngoại. Vậy là anh vẫn chưa làm được thì anh nhớ cho cô là nếu mà chưa làm được là anh sẽ lấy điểm không. Thêm một lần nữa là anh sẽ học lại nhá. Được ạ. Nào, mời bạn Phí Việt Khánh ạ. Phí Việt Khánh đó ạ. Bạn nào Nguyễn Hải Nam đâu? Nguyễn Hải Nam rồi. Rồi cho bạn Nguyễn Hải Nam trước đi. Rồi anh Khánh vẫn chưa làm. Mời bạn Phí Hải Nam nào. Vâng. Nguyễn Hải Nam nào. Vâng, em đang xem màn hình. Ừ. Cô thấy được chưa? Rồi, đang lên, nó đang lên. Tại em mạng trọ nó hơi bị lag. Ừ. Cô thấy được chưa? Rồi, bạn đang làm đến bài nào đây rồi? Em mới làm, em thì làm đến bài 30 rồi. Ừ, lúc nãy là các bạn đang chữa đến bài 2 mấy nhỉ? Các bạn đang chữa đến bài 20 của. Rồi, bây giờ bạn chữa tiếp bài 21 của sao nào? Bài 21 đề bài yêu cầu là tìm các chuyến bay có thể lái được bởi các phi công có lương lớn hơn 100.000. Thì đầu tiên em tìm những phi công nào mà có lương lớn hơn 100.000 và có và em tìm tầm bay của em tìm tầm bay mắc và min của các phi công đó. Sau đó em cho chạy từ min tới mắc. Cần gì phải min mắc nhỉ? Nếu không dùng min mắc thì em cũng sẽ họ bảo là tìm các chuyến bay có thể lái được bởi lương lớn hơn 100.000. Tìm các chuyến bay có thể lái được bởi các phi công có lương lớn hơn 100.000. Rồi, ở đây bạn sẽ dùng này. Đầu tiên là bạn tìm ra cái phi công có lương lớn hơn 100.000 trước này.
Vâng. Chi vấn nào là chi vấn mà lương lớn 100.000 à? Đây cô. À, đây là lương lớn hơn 100.000 cái này cô. Có điều kiện tại em làm em select tầm bay của nó xong là em cho điều kiện là ở cái quay là lương sẽ lớn hơn 100.000 luôn thì nó ở chỗ này đây cô. Tức là bạn lấy ra những cái máy bay. Vâng. Có lương có phi công là lương lớn hơn 100.000 và có lấy tầm bay ra các tầm bay. Vâng. Của các phi công có lương lớn hơn 100.000. Có lương lớn hơn 100.000. Và sau đó em tìm min max của tầm bay đó. Sau đó em biết quen từ min tới max. Biết gì? Between á? Tại between thì min tới max nhỉ? Họ bảo là có thể được mà cô. Độ dài có độ dài của này, độ dài của chuyến bay nằm nhỏ hơn, độ dài nằm trong khoảng này. Vâng, vì nó chỉ là có thể thôi. Không ổn lắm. Bạn làm như này không ổn nhá. Nó không giải quyết được đúng vấn đề. Đúng ạ. Em cô nói rõ được hơn nữa không ạ? Đây nhá, ví dụ nhá. Cô có một cái ông nha. Cô có cái sử dữ liệu của cô nhá, là có một cái anh A này. Lương anh ta trên 1.000 đi. Được chưa? Anh ta lái được cái máy bay có độ dài là có tầm bay là khoảng độ 500. Được chưa? Một anh B nữa cũng lương trên 1.000 và cũng lái được cái máy bay có độ dài khoảng 600. Vâng. Một cái anh C cũng trên 1.000 mà lái được cái máy bay cái tờ có độ dài trên 700. Đúng không? Vâng. Xong rồi là anh tìm min nhất là 500. Rồi anh tìm max nhất là 700. Vâng. Xong giả sử có một cái chuyến bay là là 550 đi. Vâng. Được ạ. Đúng không? Thế là anh cho rằng chuyến bay này sẽ lái được bởi những phi công này. Có đúng không? 550. Làm sao đúng được? Làm sao đúng được? 550. 550 nó là chuyến bay dài hơn cái thằng 500. Nhưng em đã khóa lương của nó là lớn hơn 1.000 rồi mà cô. Lương lớn hơn 1.000 thì tôi lọc ra những anh lớn hơn 1.000 đấy. Tôi vẫn lọc ra lương lớn hơn 1.000 đấy. Vâng. Đúng ạ. Xong rồi đây tôi vẫn nói anh A là lương lớn hơn 1.000 này, anh B cũng lương lớn hơn 1.000, anh C cũng lương lớn hơn 1.000 này. Xong rồi anh A thì chỉ lái được cái máy bay tầm độ có tầm bay 500. Anh B có lái được máy bay có tầm bay 600, anh C có lái được máy bay có tầm bay 700. Hiểu chưa? Vâng. Đến đây anh đã hiểu chưa đã? Rồi ạ. Được chưa? Tức là cả ba anh này đều thỏa mãn là lương lớn hơn 1.000. Nhưng một anh thì lái được 500, một anh thì lái được 600, một anh thì lái được máy bay 700. Đúng ạ. Rõ chưa? Như vậy em tìm ra min á, là 500. Max là 700. Vâng. Đúng chưa? Vâng. Xong anh cho là cái độ dài chuyến bay nó cứ nằm trong khoảng từ 500 đến 700 này. Thì anh nói rằng là cái chuyến bay đó được lái bởi cả ba anh phi công này à? Đâu có đúng. Đúng không? Anh 550 này anh chỉ lái được bởi cái anh là gì ạ? Anh B hoặc là anh C thôi chứ làm sao anh được lái bởi cái anh A được? 550. À, nó không hợp lý, cần một điều kiện thôi chứ sao anh lại cần đến cặp đống điều kiện như này để làm gì nhỉ? Có thể lái tức là chỉ cần bạn làm cái truy vấn này nó loằng ngoằng thế này nhỉ? Hiểu không? Đó, em hiểu. Ừ. Rồi, đầu tiên là ta xem nào. Đầu tiên anh cứ lọc cho tôi những cái nhân viên mà có lương lớn hơn 1.000 này. Lấy ra là cái mã nhân viên này. Được chưa? Đó. Rồi, mã nhân viên đó mà kết hợp với cái anh chứng nhận này. Thì sẽ có được một cái bảng gồm cả mã nhân viên này. Và máy bay này, mã máy bay này. Đó. Xong rồi anh sẽ có cái thằng máy bay kết hợp vào. Đấy, là sẽ lấy ra được là cả anh nhân viên này,
anh ấy sẽ lái được những cái máy bay nào này. Đấy, thì xong rồi bây giờ như thế nào nữa? Tìm chuyến bay. Thì trong chuyến bay thì em chỉ cần là một cái chuyến bay có độ dài. À, có thể được lái bởi phi công. Thì không cần cái N nữa. Em chỉ cần một trong hai điều kiện này là đủ thôi. Bạn thử lấy cái điều kiện nào? Một trong hai điều kiện. Thế em bỏ mắc. Nó nhỏ hơn cái thằng gì là đủ thôi ạ. Nhỏ hơn mắc ạ. Nhỏ hơn hoặc bằng mắc là đủ thôi chứ. Cần gì thằng Min ạ. Đúng không? Nhỏ hơn nhỏ mắc. Hơn mắc của mùa của cái này là anh phải... Min tầm bay. Bạn chạy cái truy vấn này thôi xem nào. Tôi cứ thấy quẩy quái làm sao. Ông không bỏ cái select chain đi. Select chain là cái select gì đấy? À select. Lấy luôn tất cả các thông tin mà. Ông bảo lấy tìm các chuyến bay thì em lấy luôn thông tin đó. À. Những chuyến bay này. Chi phí, độ dài. Được lái bởi phi công có lương lớn hơn 1.000. Thực ra thì về cơ bản thì bạn làm như thế này thì cũng được. Nhưng theo tôi thì tôi nghĩ là nó chỉ cần nhỏ hơn thôi. Nhỏ hơn mắc là xong thôi chứ. Nhỏ hơn mắc. Ừ. Để em xem lại, em cũng nếu nhỏ hơn mắc. Chỉ cần nhỏ hơn một thằng mắc thôi, còn nó có thể nhỏ hơn thằng khác cái gì ạ? Để tầm bay lớn hơn độ dài. Để điều kiện này được không? Nghĩa là sao? Tầm bay lớn hơn độ dài nghĩa là sao? Cái này bạn đang làm truy vấn lồng. Chứ vấn đề là truy vấn của em thế nào mà bây giờ em bảo em để được không? Đương nhiên điều kiện là tầm bay lớn hơn độ dài thì nó mới bay được. Đúng ạ, nhưng vấn đề quan trọng là em đã cho cái truy vấn của em như thế nào. Nó không phải truy vấn này. Điều kiện để có thể lái được đó là tầm bay lớn hơn độ dài, đúng không ạ? Thế nhưng mà đây này, hoặc là bạn làm là nhỏ hơn hoặc bằng tất cả các cái tầm bay của cái thằng này là được. Đều được thì một trong hai. À không, nhỏ hơn hoặc bằng thì nhỏ hơn hoặc bằng thế thì lại là thành min. Là thành thì nhỏ hơn hoặc bằng thì không đúng. Để lại bằng mắc là ok thôi. Vâng. Nha, không cần min đâu em ạ. Bởi vì nó là có thể. Vâng, vâng. Chưa? Khi nào em cần dùng tất cả ấy, thì em mới dùng đến thằng min. Ok. Để em sửa lại câu này sau. Câu 22 xem nào. Cho biết tên của các phi công có lương nhỏ hơn chi phí thấp nhất của đường bay từ Sài Gòn vào Buôn Mê Thuột. Ừ. Thì em cho biết lương nhỏ hơn chi phí. Thì em tìm min của chi phí từ của chuyến bay từ Sài Gòn vào Buôn Mê Thuột đoạn này ạ. Ừ. Sau đó em đặt điều kiện cho lương nó sẽ nhỏ hơn cái min của cái đoạn em vừa mới đặt. Vậy thôi. Cái này là em tìm min chi phí trước đúng không? Vâng. Ok, em lấy rồi. Câu 23. Câu 23 khá là dễ với câu. Câu 23. Có mỗi này cho biết mã số của các phi công có lương cao nhất. Thì em tìm mắc lương. Sau đó em cái đoạn này là để cho họ là cái nhân viên đó là phi công. Sau đó em cho lương bằng với cả lương mắc của cái phi công đó. Rồi em select ra được. Em làm cái gì trước nhỉ? Em sẽ... nếu mà tính từ trong ra thì em sẽ đầu tiên em sẽ cho nó là
cái nhân viên này chắc chắn phải là phi công. Sau đó thì em tìm mắc của cái, em tìm mắc lương của cái phi công đó, đoạn này đấy là tìm mắc của lương phi công. Sau đó em mới select tìm mã nhân viên của cái phi công đó. Đúng rồi, đầu tiên là bạn tìm ra những cái những phi công, tìm ra phi công. Phi công, mã nhân viên, tức là mã phi công trước. Vâng. Rồi đấy thì tìm cái mã, xong đấy thì lương mắc của, đúng rồi, xong đấy thì tìm lương của cái thằng nhân viên cao nhất phi công, nhân viên, vâng, cao nhất phi công, vâng, và trong khoảng cái chỗ này lại sai này, chỗ này lại thay tiếp này, cái truy vấn ngoài lại bị fail một chút này. Lúc này ấy, cái lương kia ví dụ nó ra là con số là 12.000 đi, hoặc là 12.000 USD đi, cái mắc lương đến 12.000 USD đi. Thế mà em lại lấy trong cái bảng nhân viên ra, thì nó nhỡ ra nó có cả những cái nhân viên không phải là phi công, đúng không? À, vâng, em hiểu rồi. Cho nên vẫn phải kết nối với cái bảng gì ạ? Kết nối với bảng chứng nhận. Chứng nhận. Đúng rồi, để nó loại cái thằng nhân viên thường ra. Ở trong cái thằng cái select ngoài cùng ấy, em vẫn phải join ở cái thằng chứng nhận vào. Nhân viên join với thằng chứng nhận vào, em thêm vào đi. Lỗi em. Thằng lương cao thứ nhì thì em làm thế này. Thì em lấy của đầu tiên em sẽ chọn ra, em chọn ra lương của hai phi công cao nhất. Sau đó em loại trừ đi, em trừ đi cái bách này là lương cao nhất thì ra của lương thứ hai đó. Cũng là một cách nhưng lại sai tiếp này. Bởi vì trong cái truy vấn đầu tiên ấy, vâng, được chưa? Thì cái thằng select top 2 này này, nó dễ sẽ có những cái trường hợp mà có hai thằng đứng đầu á đều là bằng nhau. Em hiểu chỗ đấy rồi. Thế thì bây giờ bạn phải là có hai cái, hoặc là top 2 with tie, giống như lúc nãy bạn kia bạn làm á. Vừa nãy em nhìn bạn Minh bạn làm hay sao em mới biết được sai chỗ đấy. Thế là phải lấy với hai cái thằng khác nhau. Vâng. Tại chỗ này em lấy ra hai, lấy từng có mỗi một giá trị nên là nó không hiện ra hai giá trị giống nhau, em không phát hiện ra. Ok. Rồi, cảm ơn anh. Em chào cô, cảm ơn cô. Mời bạn tiếp theo. Bạn nào xung phong không? Anh Trần Minh Lương hôm nay có trả bài đúng không anh Lương ơi? Em mới làm được đến câu 23. Câu 23. Bạn cũng là chưa ăn câu mấy rồi nhỉ? Em chưa đến câu 25 rồi cô ạ. Bạn nào đến câu 25 rồi? Bạn nào đến câu 25? Alo. Bạn lúc nãy chỉ đến câu 25 đúng không? Còn ai xung phong nữa không? Nguyễn Thùy Linh ạ. Nguyễn Thùy Linh đâu? Nguyễn Thùy Linh đâu? Con là của em ạ? Nguyễn Thùy Linh. Share bài cô xem. Của em cũng tại vì cái bài hôm nọ, cái bài sinh viên ấy, cô sửa giúp em rồi thì em chạy được ấy. Còn cái bài sân bay này em vẫn còn đang bị mắc cái khóa ngoại giống như bạn Thúy ạ. Mà em làm câu lệnh ở dưới xong rồi em quên chạy bảng. Thế là em làm xong câu lệnh rồi mà em vẫn không chạy được bởi mắc cái khóa ngoại ạ. Tất cả những bạn đang bị lỗi về mặt dữ liệu nhá. Bây giờ chúng ta không dùng lệnh insert trực tiếp đấy nữa. Mà các bạn gõ trực tiếp vào trong cái table đi. Đọc dữ liệu. Viết dữ liệu từ trong, gõ từ trong cái file PDF vào trong cái bảng như hôm trước cô hướng dẫn ấy. Vâng. Và không dùng người insert nữa. Thì không mất thời gian phải dò. Vâng ạ. Nhớ chưa, những bạn nào đang lỗi về mặt dữ liệu ấy ạ.
Dạ vâng. Dương Đức Mạnh hôm nay có đi học không nhỉ? Dương Đức Mạnh hôm nay có đi học không? Nguyễn Công Thắng hôm nay có đi học không? Có. Thắng anh chữ bài nào rồi? Mình xem câu 25. Bạn làm được câu nào rồi? Em mời đến 25-26. Đặt là câu 25. Câu 25 đâu? Đã. Ok, anh thử lại xem nào. Giải thích nào. Đầu tiên là tính lương trung bình của tất cả các phi công. Rồi. Đây, câu lệnh này là tính lương trung bình. Có mã nhân viên nằm trong của mã nhân viên trong bảng chứng nhận. Tính được lương trung bình thì cho lương trung bình ngắn hơn. Và sau đó mình trong tạo một bảng, đó là bảng của nhân viên ạ. Ừ. Có mà nhân viên không nằm trong cái bảng chứng nhận ạ. Ừ. Có hàm mãn hai điều kiện đấy thì vâng, thỏa mãn hai điều kiện thì ra câu 25. Ok, không có anh nào à? Vấn đề của em không có. Vâng. À. Bạn có lấy đúng dữ liệu? Cái bảng chứng nhận thì em tự nhập không đúng dữ liệu trong bảng của cô. Ở đây bạn sẽ, các bạn nhìn trên màn hình đi nhé. Thì bạn đang Công Thắng đang xử lý như này. Đầu tiên là bạn ý, cái truy vấn nhỏ nhất là cái truy vấn mà lấy ra những cái nhân viên, mã nhân viên là phi công trong bảng chứng nhận. Thấy chưa? Xong đấy bạn ấy tính chung lương trung bình từ cái bảng nhân viên, nhưng mà chỉ tính cho các mã nhân viên mà là phi công, tức là những cái nhân viên mà có mã nhân viên nằm trong bảng chứng nhận đấy. Rồi sau bạn lấy đây là một cái giá trị thì bạn lấy lương lớn hơn cái giá trị đó, vì yêu cầu lương lớn hơn trung bình lương mà của tất cả các phi công. Đấy, đây là tính lương trung bình lương của phi công. Sau đấy lại tính ra cái người mà trong cái bảng tên lương hiện ra những bảng tên tên và lương cái nhân trong bảng nhân viên, nhưng mà nhân viên này lại không phải là phi công, cho nên là bạn lại có cái mã nhân viên not in trong cái select listing, mã nhân viên from chứng nhận. Đấy. Thế thì với cái cách làm như thế này thì bạn ấy sẽ lấy được theo đúng yêu cầu đề bài. Đúng chưa? Đúng rồi. Thế còn bạn gì đây? Bạn câu 25, ok, cái câu 26 nào, ta xem tiếp nào. Câu 26. À, cái câu 26 là một câu rất hay nhé. Câu 26 em dùng phép lệ trừ. Đầu tiên thì tạo một bảng có tầm bay lớn hơn 4.800. Trời, có ơi. Tên của các phi công có tầm lái được máy bay có tầm bay lớn hơn 4.800 này. Rồi. Sau đó trừ đi bảng có tên của những phi công mà lái được máy bay Boeing. Vì sao? Vì sao vậy? Như thế. Thì đề bài là tìm những phi công có tầm bay lớn hơn 4.800 nhưng không lái được
máy bay Boeing. Không có chứng nhận. Lái máy bay Boeing. Thì mình trừ đi cái chứng, thì trừ đi những phi công có chứng nhận. Đúng rồi, làm như thế này mới đúng này. Có bạn sẽ làm như thế này. Chỗ này bạn ấy kết nối tất tật tật các bảng này. Xong rồi bạn ấy có thêm ở đây là bạn ấy ghi là N, hiệu not like being Boeing, có được không? Bạn ấy dùng là not like, hiệu not like. Không dùng accept mà lại dùng hiệu not like, có được không? Thêm vào sau. Đại khái là sau cái thằng truy vấn thứ nhất ấy. Bạn không dùng trừ mà bạn dùng cái điều kiện and, hiệu not like, Boeing. Như vậy có được không? Bạn nào mà làm and not like là không đúng nha. Bởi vì sao ạ? Not like thì là khi mà ta để cái điều kiện cho where là nó theo dòng. Thì có thể dòng này not like Boeing, cái anh nhân viên này không lái Boeing. Nhưng có thể dòng thứ hai anh lại lái Boeing. Thì anh chỉ trừ cái dòng thứ hai thôi, nhưng cái dòng thứ nhất mà anh lái Airbus á, thì nó vẫn đưa vào. Như vậy là không đúng cái bài toán. Anh nào mà vừa lái cả Boeing được là không được đưa vào. Đúng không ạ? À, cho nên bạn nào làm theo cái hướng đấy là sẽ bị sai đấy. Có nhiều bạn làm sai cái chỗ đấy. Hiểu không? Vâng. À, ok, em làm hai câu thôi gì? Vâng, em vẫn đang làm thôi. Ok, cảm ơn bạn. Vâng. Phạm Minh Công ở đâu? Phạm Minh Công có mặt không? Em có ạ. Chữa được không? Chữa bài nào không? Em đến câu 20 nãy giờ, cô chữa nhanh quá em chưa làm kịp ạ. Câu 20 á? Vâng. À nhưng mà cái câu 17, 18, 19 cái nhiều nhất với cái ít nhất ấy, cái em dùng mắc xong rồi cao bên trong luôn, nó lại bảo là không được dùng kép hai cái. Đúng rồi, bây giờ bạn mở cái xe màn hình đi. Cái lỗi đấy nè. Đó. Cô thấy chưa? Cô thấy không? Vâng, đây cái miếng mắt cái cao này nó không cho dùng kép. Đúng rồi. Bây giờ các bạn để ý này. À, cái lỗi này là cũng có nhiều bạn mắc phải đấy. Đúng không ạ? Đây cái hàm đây người ta gọi là hàm thống kê. Thì nguyên tắc của hàm thống kê là trong nó chỉ là các cột thôi. Đấy, hàm tập hợp và thống kê thì chỉ trong nó là tên cột thôi, tham số của nó là cột, cho nên trong nó không thể bao một cái hàm khác. Đấy, muốn như thế này ấy thì em phải đếm cái số lượng máy bay này ra riêng, tạo thành xong một bảng. Đặt biến à cô? Đặt biến đúng không? Thành một bảng. À. Xong đấy là một cái truy vấn riêng, xong đấy lấy mắc của cái cột đó trên bảng đó thì được. Được không? Được. Bạn có xử lý được không? Được, để em làm luôn, cô hỗ trợ đúng không? Em cứ làm đi. Theo tư duy như vậy. Đầu tiên là em đếm này. Đúng không ạ? Đếm có cái truy vấn đấy này. Em đặt tên bảng rồi bố. Đấy thì nha. Cái này không phải đặt tên bảng, tức là em phải làm một cái truy vấn riêng. Một cái truy vấn riêng để lấy cái số đấy, đếm cái số máy bay đấy, thống kê count cái đấy đúng không? From từ đâu? Đây là phải phi công có thể lái đây, chỉ cần trong chứng nhận thôi đúng không? Sao nữa? Cao máy bay ở đây. Làm gì có que?
có mỗi một bảng chứng nhận thôi thì lấy đâu ra que. Mà nó đồng lỗi là lỗi ở trong, nó đang đỏ đỏ ở phía trong cái cao đi em kìa. Gạch chân ở dưới chữ cao, máy bay thì có cần máy bay đâu em. Chỉ cần chứng nhận thôi mà. Nhưng làm sao mà lấy được? Trong chứng nhận nó có mã máy bay rồi mà. Đã đủ chưa? Để... xong đếm cái này rồi. Bây giờ xong đếm cái này ạ. Cái này là phải có hai thông tin chứ, đúng không? Nó chỉ cần yêu cầu là mã phi công có thể lái được nhiều máy bay nhất. Mà đây em đã như thế này em mới chỉ lấy được cái số cao đếm nhất, cái cao ra thôi chứ em đã lấy được mã nhân viên của nó ra đâu để biết được thằng nào có cao lớn nhất. Nhưng mà em bảo là bây giờ xong rồi lấy mắc của cái truy vấn này đúng không? Thôi, mình phải lấy mắc của thằng này chứ không phải mắc lồng trong cao thì kia nhé. Vâng. Ok, em tự sửa đi, xong rồi tí nữa được thì ta quay ra. Các bạn nào làm được cái bài này là... Lúc nãy là 18, 19 đã ai làm chưa nhỉ? Dạ, em làm nhỉ? Em vừa làm. À, làm rồi đúng không? Dạ. Làm rồi, bây giờ mình đã lên đến cái câu 4.800. Giờ đến câu 27, 28, 29 ạ. Có ai làm được không? Xem các bạn nào chưa có điểm, nhiều bạn chưa có điểm lắm đấy này. Mà hôm nay gọi là không làm này. Ok, như vậy nha, cái phần này của chúng ta nó còn khoảng 13 câu nữa. Bạn nào chưa làm được thì về làm nốt giúp cô nhé. Tại vì tôi vẫn còn nhiều bạn chưa có điểm đâu. À, buổi hôm sau ấy là chúng ta sẽ học đến cái phần là... buổi hôm sau là chúng ta sẽ học đến phần view. Nên là đề nghị các bạn về xem lại lý thuyết phần view. Rồi. Mình thiết phần view và hình như cô cũng đã gửi bài tập phần view rồi đấy. Chúng ta có hai bài, một bài là bài cơ sở liệu sinh viên chúng ta có rồi. Bây giờ chúng ta chỉ tạo view thôi. Bài thứ hai là bài về cơ sở liệu bán hàng, bài này cũng dễ. Chỉ có nhập thêm dữ liệu vào thì các bạn chuẩn bị dữ liệu bán hàng, khách hàng, hóa đơn các kiểu này cho cô nhé.
Thế còn nếu có buổi hôm sau view ấy thì các bạn nhớ hình dung nó chỉ là một cái công cụ thôi. View là một cái công cụ. Bình thường chỗ làm ta làm truy vấn lầm thì nó rất là phức tạp. Nhưng khi chúng ta chuyển qua view ấy, thì nó sẽ dẫn đến là chúng ta chuyển qua view thì nó sẽ có cái kỹ thuật nó gọi là tối giản cái truy vấn hơn. Đấy. Thế thì sau cái bài này là chúng ta sẽ làm bài view và các bạn sẽ cố gắng là đọc trước lý thuyết phần view nhé.